Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như những anh em nào đã biết hoặc là chưa biết thì cái phiên bản iOS 12 và iOS 12.1.2 đã được chính thức jailbreak. Và ngày hôm nay mình cùng với các bạn sẽ cùng jailbreak cái phiên bản này để thử xem nó có những cái điểm gì mới và nó có khó không nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và trước khi jailbreak thì mình sẽ có một vài những cái điểm lưu ý dành riêng cho cái phiên bản này. Đầu tiên đó chính là những cái thiết bị được hỗ trợ sẽ hỗ trợ từ chiếc iPhone 6S trở lên, là cái chiếc mình đang cầm trên tay. Còn iPhone 6, 6 Plus và iPhone 5S sẽ không được hỗ trợ. Về iPad thì các bạn có thể được hỗ trợ từ iPad 5 2017 trở lên thì chúng ta có thể jailbreak được. Và hiện tại ở cái phiên bản jailbreak này thì chưa có tích hợp cái chợ CDA vào, cho nên tất cả những cái switch các bạn đều phải cài đặt thủ công, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách nó nhanh nhất có thể. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và hiện tại mình có hai cách để chia sẻ cho các anh em. Và kể cả khi mà các bạn sử dụng cách 1 hay là cách 2 thì chúng ta đều phải cài một cái ứng dụng, đó chính là Sweetbox. Thì ở đây mình có cái đường link Sweetbox mình để ở bên dưới phần miêu tả của video. Các bạn có thể click vào và chọn Install Now. Và chúng ta đợi một tí, khi mà nó hiện lên cái dòng chữ này, chọn vào cho phép và chọn cài đặt. Cài đặt một lần nữa và chọn vào xong. Tiếp theo, đối với cách 1 thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái ứng dụng, đó chính là FTOS. Thì mình cũng đã để đường link bên dưới phần miêu tả của video luôn rồi. Ok, mình sẽ tải về cái phiên bản này, cài đặt FTOS. Đó, và chọn vào cài đặt, cho phép. Đây, cài đặt một lần nữa. Đó, rồi vào chọn vào xong. Và quay trở lại màn hình home screen thì chúng ta đã có FTOS và Sweetbox rồi. Bây giờ hiện tại thì Sweetbox chúng ta sẽ chưa dùng tới và chúng ta sẽ quan tâm tới FTOS. Các bạn sẽ truy cập vào cái ứng dụng này và một số những cái thiết lập ở đâu. Ok, tiếp tục. Sau khi đã hoàn thành được các cái bước thiết lập thì các bạn sẽ để ý ở mình dòng bên dưới, chọn vào FT Store. Thì các bạn sẽ chọn cho mình cái ứng dụng là Rootless Jailbreak 3, chọn vào và chọn vào nhận. Đó, nhấp xuống để chúng ta có thể tải về và chọn vào cài đặt. Ok, sau khi cái ứng dụng này nó đang được cài đặt thì các bạn cũng sẽ truy cập cho mình vào cái cài đặt ở trong máy để khi mà nó cài đặt xong á, chúng ta sẽ tiến hành xác minh. Đó, như bạn có thể thấy, ứng dụng của doanh nghiệp mình sẽ chọn vào ở đây, chọn vào tin cậy. Đó, và xong cái ứng dụng của mình. Đó, như bạn có thể thấy, Rootless Jailbreak. Và sau khi đã cài được cái ứng dụng này xong thì mình sẽ truy cập vào và chọn vào cái nút jailbreak. Nhưng mà mình sẽ để dành để mà hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai nữa, cho nên là mình sẽ không nhấp vào nút jailbreak. Và các bạn sẽ phải để ý cho mình một việc, đó chính là sau khi nhấp vào nút jailbreak xong, chúng ta sẽ đợi từ 2 cho tới 3 phút, khi mà cái chiếc máy nó red screen lại thì đã thành công rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với cách thứ hai. Đối với cách thứ hai thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái đường link thứ ba ở phía bên dưới và tải về cho mình cái ứng dụng, đó chính là IGNITION. Đó, rồi chọn Install Now. Mình dở dở tiếng Anh cho nên mình đọc vậy thôi. Tiếp tục chọn vào cài đặt. Ok, sau khi đã chọn vào cài đặt xong thì ngay lập tức các bạn sẽ quay trở lại phần cài đặt ở trong cái chiếc máy của bạn để chúng ta xác minh lại cái cấu hình này một lần nữa. Đợi cho nó tải một tí nha. Ok, xong, và mình đã cài xong cái ứng dụng này. Và tiếp tục chọn vào ứng dụng doanh nghiệp và chọn vào tin cậy. Ok, chọn tin cậy và quay trở lại màn hình home screen. Khi mà các bạn đã cài ứng dụng này vào xong thì chúng ta cũng sẽ kích hoạt nó lên luôn. Và tiếp tục chọn vào phần app, chọn vào một jailbreak và tìm cho mình cái tên ứng dụng có thể jailbreak được, đó chính là Rootless. Đây, đây lại có quảng cáo à. Ok, xong. Ok, các bạn sẽ chọn cho mình vào Rootless Jailbreak và chọn Get. Chọn vào cài đặt và quay trở lại màn hình home screen. Ok, các bạn sẽ chọn vào cái icon nó để nó có thể tải về được nhé. Rất là nhanh chóng. Và xong, cái ứng dụng Rootless của mình đã được cài đặt rồi. Và các bạn cũng sẽ truy cập cho mình lại vào phần cài đặt một lần nữa để kiểm tra xem là những cái ứng dụng này nó có được xác minh hay chưa. Thì như bạn có thể thấy, đã được xác minh xong hết rồi và chúng ta hoàn toàn có thể jailbreak được. Và ở đây mình truy cập vào Rootless Jailbreak và chọn vào cái nút jailbreak. Đây, chúng ta sẽ đợi một tí để cái chiếc máy của mình nó red screen lại. Và như các bạn có thể thấy, họ có nói rõ ràng luôn là iOS 12.0
cho tới là iOS 12.1.2 thì tất cả những cái phiên bản này đều là phiên bản chính thức nhé. Còn những cái phiên bản beta thì sẽ không có được. Sau khi để jailbreak xong và để xác minh được là chúng ta đã thành công thì các bạn sẽ để ý cho mình cái icon của iSuperSU ở trên màn hình. Thì chúng ta đã jailbreak thành công, và nếu như những bạn nào mà chưa có cái icon này á thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào rootlab một lần nữa và tiến hành jailbreak lại nhé. Và sau khi đã jailbreak xong thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Sweetbox để cài một cái công cụ, và cái công cụ này sẽ giúp cho các bạn có thể cài được Sweet. Mình sẽ truy cập vào Sweetbox. Ok, ở phần Home và các bạn sẽ chuyển cho mình qua phần App. Tiếp tục chọn vào Sweetbox App và tìm cho mình công cụ đó chính là Rootless Installer. Mình sẽ chỉ search là Root này, L-E-S-S. Rồi, xong. Các bạn sẽ để ý nhé và tìm xuống bên dưới Rootless Installer. Chọn vào và chọn Install. Và tiếp tục chọn cài đặt. Quay trở lại màn hình home screen thì chúng ta có cái icon của Rootless Installer, và mình cũng truy cập lại vào phần cài đặt để xác minh xem là cái cấu hình này đã được cài đặt hay chưa. Và ở đây cái dòng đầu tiên chọn vào tin cậy, tiếp tục chọn tin cậy thì xong, quay qua lại màn hình home screen. Sau khi đã cài đặt được Rootless Installer xong thì bạn sẽ truy cập vào cái công cụ này và tiếp tục chọn vào Exploit. Và sau khi mình đã nhấp vào exploit xong và đợi khoảng 2-3 phút gì đó thì sẽ hiện ra ba cái dòng màu vàng. Thì lúc này cái ứng dụng, cái công cụ của bạn đã hoạt động được rồi. Và bây giờ mình sẽ thử với cái switch đầu tiên, đó chính là cylinder. Thì đây mình có cái switch cylinder và mình cũng đã để đường link bên dưới phần miêu tả video rồi. Ok, mình sẽ chọn vào sao chép, quay trở lại và chọn vào rootless. Ok, chọn paste. Và tiếp tục các bạn sẽ chọn xong và install. Ok, sau khi đã hiện lên cái dòng chữ success thì cái tweak của bạn đã được cài thành công. Và tiếp tục chúng ta thực hiện một cái thao tác nữa, đó chính là red string. Ok. Đây, và cái máy của mình đã xong rồi. Đó, thì như các bạn có thể thấy cái hiệu ứng của mình khi mà mình chuyển trang nó đã khác với lúc trước. Thì chứng tỏ là mình đã jailbreak thành công. Yeah. Ok, và như vậy là mình cùng với các bạn vừa jailbreak thành công phiên bản iOS 12 và iOS 12.1.2. Và từ cái phiên bản này chúng ta có thể rút ra một số những cái lưu ý như sau. Đầu tiên, nếu như những bạn nào mà chúng ta jailbreak nhiều lần mà không thành công á thì các bạn sẽ gỡ ra và chúng ta thử jailbreak lại một lần nữa, thì khoảng 2-3 lần gì đó thì cũng thành công. Thực ra khi mà các bạn xem trên video á thì cảm thấy nó nhanh, nhưng mà mình cũng phải làm lại 2-3 lần thì mới có thể thành công được. Và các bạn sẽ phải để ý cho mình một việc, đó chính là mỗi khi mà các bạn muốn cài tweak thì các bạn sẽ phải vào cái ứng dụng Rootless Installer này và lại phải bấm Exploit thì chúng ta mới có thể copy cái đường link vào và chúng ta mới có thể cài tweak được. Thì đây là cái điểm hạn chế của cái lần jailbreak này, và chưa được tích hợp CDA thì mình cũng đã nói lúc trước rồi, và các bạn phải cân nhắc thật là kỹ để lên cái phiên bản và thử jailbreak cái phiên bản này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu như thấy video của mình hữu ích đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đương nhiên rằng thì mình đã hướng dẫn cho các bạn jailbreak rồi, thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn những cái tweak mà chúng ta cần dùng, và các bạn hãy đón xem những cái video đó nhé. Bye bye.